Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Văn Chính Tạ. Có rất là nhiều người yêu cầu mình làm một cái video hướng dẫn về cái việc cắt chữ hoặc là hạ nên chữ ở trên một cái tấm gỗ. Trước đây thì mình nhớ là mình có làm một cái video về cắt chữ ở trên SketchUp với ABS. Tuy nhiên mà sau này thì mình nhận ra là khi mình viết chữ ở trên SketchUp ấy, thì nó bị một cái vấn đề là cái nét chữ nó không được mềm. Đây, trong cái trường hợp mình mọi người quan sát cái chữ này của mình nhá. Ở đây mình có hai cái hướng dẫn. Thứ nhất là mình hướng dẫn mọi người hạ nền ở trên cái tấm gỗ, thì mình có vẽ một cái tấm gỗ ra để cho mọi người dễ hình dung. Thì là đây mình có một cái tấm gỗ rộng 2 mét, rộng 1 mét dài 2 mét, mình hạ nền cái chữ cái tên của mình lên đấy như thế này. Đó. Thì còn mục đích là về sau mọi người dùng làm gì thì mình chả quan tâm. Nhưng mọi người quan sát thấy là ở nếu mà mọi người viết chữ ở trên SketchUp ấy, nó sẽ bị những cái nét gấp khúc như thế này, thì nó không được mịn, thì nó sẽ không được đẹp lắm. Nếu như mọi người biết cách làm nó hay hơn thì mọi người có thể comment xuống bên dưới cho mình nhé, để cho anh em cùng tham khảo. Đây, mọi người quan sát những cái chữ C nó như thế này, này là những cái chữ có nét cong thì nó sẽ bị gấp khúc như thế này, thì như vậy thì nó sẽ không đẹp. Thế nên là cái bài hướng dẫn này của mình sẽ sử dụng hoàn toàn bằng phần mềm Adfy. Thực ra thì nó có rất nhiều phần mềm để có thể tạo ra được những cái vector chữ này để mà đưa vào CNC để cắt. Có người thì dùng Corel, có người thì dùng AI, có người thì dùng Adfy, có người thì dùng cưa tay. Vậy ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người hai phương án. Một là mọi người sẽ hạ nền chữ, hai là mọi người sẽ cắt rời cái chữ đấy, sử dụng phần mềm Adfy, chỉ có Adfy đấy nhé, không có một phần mềm nào khác nữa. Tất nhiên rồi, dùng Adfy thì mình sẽ phải mở Adfy lên. Ở đây mình sẽ tạo mới một cái file này, ấn vào tạo mới này, đồng ý này. Đầu tiên là mình sẽ dạy mọi người cách cắt chữ đi, cắt rời từng cái chữ ra, nó sẽ được từng cái chữ ra như thế này. Tất nhiên cắt xong thì mọi người sẽ phải tự xếp lại rồi. Đó, cắt rời chữ ra như thế này. Nó rất là đơn giản luôn. Mọi người quan sát ở trên phần Adfy nó có cái công cụ hình chữ T này ở đây này. Đây là vẽ văn bản này. Mọi người ấn vào đây. Mọi người gõ cái chữ cần cắt cho mình. Ví dụ mình gõ chữ là đào, mọi viết hoa nhé, đào tạo phần mềm CNC. Thì đây là cái chiều cao của cái chữ mong muốn mọi người. Nhưng mọi người có thể nhập cái chiều cao ví dụ như là 200 thôi chẳng hạn, như thế này. Đấy, mọi người có thể điều chỉnh nó như thế này. Giả sử trong trường hợp này mình nhập là 200 nhé, mình đóng lại này. Ở đây thì nếu mọi người muốn là netting lại cái chữ này để cho nó xếp lộn xộn, để cho tiết kiệm vật tư ấy, thì mọi người sẽ bấm vào netting, quét chọn, mọi người sẽ phán nó ra đã. Chọn cái phần đâu nhỉ, phần dạ nhóm đối tượng ở đây, mình từ netting phát xem nó có nhận không lại nhé. Netting này, khi netting mà mọi người không sử dụng ABF ấy, thì mọi người sẽ phải cho cái đường kính giao vào đây. Giả sử mình nhập bằng dao 4 ấy, thì mình nhập đường kính giao là 4 ấy. Ở an toàn mình sẽ để là khoảng tầm 2 ly. Đó. Cách viên mình sẽ để khoảng tầm 3 ly như thế này. Đó, sắp xếp thế này. Đó, thì nó cũng sắp xếp lại để chữ cho mọi người như thế này. Đó, thì nó rất là tiết kiệm vật tư, đúng không? Đấy, xong như thế này thì mọi người mình sẽ để cho nó cách viên, cho nó dịch vào một tí. Mọi người khi mọi người netting xong, mọi người muốn netting lại thì mọi người muốn dịch vào trong, mọi người có thể quét chọn này, ấn cho mình công cụ là M, chuyển sang cái phần tịnh tiến này. X là đi theo chiều ngang, mình sẽ di chuyển dịch vào tầm 3 cm, nhập vào là 30. Chấp nhận. Đó, nó sẽ như thế này, thì cắt nó sẽ đỡ bị văng ra ngoài. Đây, sau đấy là mọi người chỉ cần quét chọn như thế này, mọi người bấm vào cái phần tạo lệnh cắt ở đây, tạo lệnh cắt, cái độ sâu cắt là 17.1 rồi đúng không? Đây, lựa chọn dao, mình sẽ chọn bằng dao của mình là dao 4 T4 D4. Đấy, đồng ý này. Thế lúc này mọi người chỉ nhập vào đây là cắt đứt, ấn cho mình là tính toán, nhớ là chọn cắt ngoài nhé, tính toán, ấn đồng ý này. Đó, thì lúc này mọi người sẽ cắt ra được bao nhiêu cái chữ. Thế xong muốn lưu cái file này thì làm thế nào? Ấn vào cái phần đóng lại này, ấn vào cái nút lưu file ở đây. Nhớ chọn post nhé. Post ở đây mình sẽ chọn cái post là ví dụ 4 đầu này đi chẳng hạn. Nhớ tích và xuất tất cả các đường ra này. Đấy. Ở đây mình sẽ lưu cái file ra màn hình như thế này. Desktop này, đặt tên nó là cắt chữ ABC như thế này. Ấn lưu file. Đó, như vậy là mọi người đã được một cái file. À, cái file đấy bây giờ nó sẽ nằm ở ngoài đây, đây này, nó sẽ nằm này. Mọi người có thể bật nó lên xem. Đấy là bật mô phỏng nhé. Đấy, nó sẽ cắt ra là cái chữ này. Thì cái này là cái mà kiểu anh em quảng cáo hay làm này.
Thì mọi người quan sát cho mình nhé, cái chữ ở trên nát file nó rất là mịn, nó rất là mịn, cái đường cắt của nó rất là mịn luôn. Mọi người có thể xem mô phỏng ở trên trên đây cũng thấy nó rất là mịn đúng không? Đường chữ mấy cái chữ C này, mọi người thấy cái đường của nó rất là mịn. Đó, đấy là cái phương án đầu tiên, là cái phương án cắt chữ. Vậy còn hạ nền chữ thì như thế nào? Thì mình cũng sẽ hướng dẫn luôn mọi người trên phần mềm Add File luôn. Mình sẽ lại tạo mới một file này. Tạo mới một file không lưu. Ok. Đầu tiên là mình sẽ phải xác định cái khổ của cái vật liệu mà mình đang muốn hạ nền ở trên đấy là gì đúng không? Mình sẽ vào công cụ vẽ hình chữ nhật ở đây. Vẽ hình chữ nhật. Để giả sử mình có một cái tấm ván là dài nó sẽ là mình sẽ vẽ nó đứng trước nhá, xong mình xoay ra sau này. Dài nó sẽ là 2m, mình nhập đấy là 2000 này. Cao là 1000 này. Ấn thực hiện. Đấy thì mọi người được một cái tấm. Tí nữa mình sẽ xoay ra sau. Mình vẽ như thế này để mình căn chỉnh cho nó dễ đã nhá. Tiếp theo vẫn là vào cái công cụ hình chữ T này, mọi người vẽ cho mình, viết cho mình chữ tạ văn trình. À, như thế này. Bây giờ chiều cao mình tăng lên là 300 chẳng hạn đúng không? 300 như này đi. Đấy, đóng lại. Bây giờ mình sẽ thực hiện là đưa cái chữ này vào trong cái khung này. Bằng cách nào đúng không? Thì đầu tiên là mọi người muốn đưa cái chữ vào trong cái khung thì mọi người sẽ chọn cái chữ trước. Mình zoom cho mọi người xem là cái nét chữ của nó rất là nét nhé. Cái viên của nó rất là nét nhé. Đây là cái do cái chế độ hiển thị của thằng Alpha nó răng cưa thôi, chứ chữ nó cắt ra rất là mịn luôn. Mình sẽ bấm vào cái chữ tên của mình trước này. Đấy, xong mình giữ shift mình chọn vào cái khung này. Chọn vào cái khung này, mình chuyển qua cái chế độ căn chỉnh ở đây. Căn chỉnh đối tượng. Thì ở đây nó có mấy cái căn chỉnh, ví dụ như mọi người bấm vào căn trái này thì nó sẽ căn trái cái này. Đấy, căn phải thì nó sẽ căn phải cái này. Nhớ là cái đối tượng được chọn sau sẽ là đối tượng gốc. Để mà căn đúng không? Bây giờ mình muốn căn vào giữa đúng không? Mình sẽ bấm vào giữa như thế này. Đấy, nó sẽ căn vào giữa như thế này. Sau khi nó căn vào giữa xong xuôi như thế này rồi thì mọi người sẽ quét chọn nó để mình xoay để cho nó năm dọc khổ ván đúng không? Xoay thì mọi người sẽ vào cái công cụ là xoay đối tượng này. Nhớ là phải quét chọn cả hai thằng nhé. Quét chọn này, xoay này. Đấy, mình sẽ nhập vào đây là 90 độ. 90 độ. Đấy, thì nó sẽ ra cái chữ này đúng không? Ấn chấp nhận. Xong rồi, xoay xong thì đóng lại. Sau khi xoay xong thì mình lại mình không netting nhé, cái thằng này thì mình không netting nữa, mình netting là nó vỡ ra hết đấy. Mình dùng cái mình quét chọn này, mình dùng cái lệnh di chuyển hoặc mình bấm phím M cũng được. Đấy, ở đây mình sẽ chọn vị trí tuyệt đối. Tuyệt đối là mình sẽ căn theo cái gốc tọa độ, tức là cái gốc định vị của máy CNC ấy. Mình sẽ để cho cách viên khoảng 3 ly như này, bạn chấp nhận. Đấy, thì cái chỗ này nó sẽ cách ở đây 3 ly. Nhớ mọi người phải chọn cái góc này nhé. Đấy, lỡ mọi người ấn vào đây cái là sai này. Đấy, ở đây là 3 này, đây 3 này. Đấy. Đó, như thế này thì lại vứt đi, đúng không? Mọi người phải căn cái vào cái góc này, 3 này. 3 này. Có thể là 3, 5, 10 gì đấy, tùy mọi người. Rồi, ok xong. Thế thì bây giờ mình sẽ lại ở làm giao cho nó. Mình sẽ phải quét chọn cái vùng này. Đấy, ở đây mình sẽ tạo cái lệnh hạ nền trước. Ở đây mình sẽ dùng lệnh hạ nền ở đây. Đấy, còn dao của mình thì mình sẽ dùng dao 6 đi, hạ cho nó nhanh. Đấy, hạ xuống khoảng tầm 4 ly như thế này. Mình đặt tên là gì? Hạ nền. Viết. Hạ nền này, 3mm, chữ như này. Thì ở đây mọi người sẽ không phải vào cái phần bộ chọn để mọi người chọn layer nữa, mà mọi người sẽ phải quét chọn cho mình như này. Đó, mọi người quét chọn cho mình như này. Đấy. Không, tại vì ở đây layer của nó không có chia layer đúng không? Thì mọi người có thể quét chọn thủ công, đấy, chọn tính toán này. Đó, thì mọi người thấy nó sẽ hạ được chữ tạo hình trình như này. Tiếp theo nữa là mọi người sẽ phải làm một cái lệnh cắt đứt. Thì lệnh cắt đứt thì mọi người sẽ bấm vào lệnh cắt đứt này, ấn đóng lại này để tạo một đường dao khác này. Tạo lệnh cắt đứt này. Thì mọi người sẽ phải bấm chuột chọn cho mình cái đường này. Đó. Thế chọn cắt thì vẫn là cắt ngoài. Lựa chọn là T1 dao 6. Đồng ý. Đấy. Mình sẽ chọn là cắt đứt. Ấn tính toán này. Đấy. Thì nó sẽ tạo được một cái đường cắt đứt, một đường hạ nền. Bây giờ mình có thể xem trước nó nhé. Xem trước các đường dao đã chọn này. Đấy. Mình cho tăng cái tốc độ lên tí nhé. Đó. Ôi, máy sim mà nó chạy nhanh như này thì chắc nhanh nhạt tiền lắm nhỉ. Cho tăng thêm tốc tí nữa nhé. Đó, sau khi nó hạ xong 4 ly thì nó sẽ tạo một đường cắt đứt. Đấy. Xong rồi, như vậy rất là đơn giản. Đấy, hy vọng là mọi người xem xong cái video này thì mọi người sẽ biết cách để làm cái cắt chữ này nó nhàn hơn. Mọi người cứ hình dung mọi thứ nó khó thì thực ra nó rất là đơn giản. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Nếu như mọi người thấy cái video này hay thì mọi người sẽ
cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé.